Sáng yeah. Sáng. Sáng hả? Đâu à? Ngày tới 2 buổi từ 9 giờ đến 11 giờ. Dạ. Đầu giờ trưa thì 1 giờ tới 4 giờ. Dạ. Còn ngoài cái giờ đó ra thì có thể mình trao đổi, mình học thêm ở những cái salon. Là giống như là salon hoạt động thế nào em có thể câu trực tiếp làm trên khách luôn. Vậy là dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay là ngày thứ hai Hương đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái salon tóc của một người anh ngay tại thành phố Long Xuyên này. Được chị Kiện hỏi thăm và tận tình giúp đỡ thì ngày hôm nay Bùi Hồ đưa Hương đến cái khu vực này để mà cho em có thể học nghề. Hương ơi, trước khi vô cái salon Nam Trung, salon rất là lớn như thế này thì tâm trạng của em như thế nào? Dạ em cũng thấy vui với lại cũng hồi hộp anh. Vậy hả? Dạ. Hôm qua hai mẹ con ngủ được không? Dạ ngủ cũng được. Ngủ được hả? Dạ. Thấy ở đây thì thấy nó cuộc sống nó như thế nào so với em suy nghĩ trước đây khi mà em ở Sài Gòn á? Em thấy tốt hơn ở Sài Gòn. Tốt hơn ở Sài Gòn nhiều ha. Trong thời gian tới ở đây có một mình chỉ có hai mẹ con thôi, có lo lắng điều gì không? Dạ cũng có việc kiện được cái bên này em cũng không lo gì lắm. Hương ở đây không có lo lắng gì cô bác của anh chị, có việc kiện, có chị Kiện lo lắng hết tất cả mọi thứ à. Rồi đành thậm chí là cái chỗ học này đến cái chỗ Hương ở nó cũng không có xa lắm. Và thôi thì bây giờ không nói nhiều nữa, mời cô bác của anh chị cùng vô đây, cùng vô salon tóc Nam Trung để mà gặp anh chủ tiệm tóc cũng như là trao đổi qua một số công việc về việc học của Hương ngay tại chỗ này như thế nào ha. Đi ha. Tại cái salon của anh Trung ngay tại đường này là đường Lý Thường Kiệt hên ha. Và thời gian tới thì chắc có lẽ là Hương sẽ gắn bó với tại chỗ anh Trung, vì đây là anh sẽ nhận đào tạo Hương để làm một cái người thợ tóc chuyên nghiệp. Anh Trung ơi, em không hiểu thì đối với bé Hương á, thì tiền học phí như thế nào, rồi đào tạo trong thời gian bao lâu và bao lâu thì mình mới có thể ra nghề được anh Trung ha? Ở đây anh nhận học phí nó là 15 triệu. Dạ. Nhưng hoàn cảnh của em nó cũng khó khăn thì anh ngoại la kìa. Và sẽ tặng em một bộ đồ nghề. Dạ. Trong cái lúc học quá sẽ có đồ nghề để học. Dạ. Thì thời gian học nghề thì khoảng 7 đến 8 tháng là em nó có thể làm được những cái phụ trong tiệm rồi. Dạ. Hương, thì hôm nay thì em trở về lại Long Xuyên nè. Thì em có thích với lại cái nghề này không? Dạ có. Em cho cô bác anh chị biết cái cảm nghĩ của em đi. Dạ em cũng thích cái nghề tóc, cái nghề nail. Mà em được học thì em sẽ cố gắng. Được Mạnh Thường Quân giúp đỡ em sẽ cố gắng học. Trong thời gian học thì em được cô My hỗ trợ nè. Dạ. Hỗ trợ cái tiền học phí. Trong khi đó anh Trung thì lại rất là nhân văn. Bằng cái là anh thấy hoàn cảnh của em khó khăn á, anh lại hỗ trợ luôn cái phần đồ nghề. Dạ. Và được biết của anh Trung này là có cũng là chị Kiện hỗ trợ. Chị Kiện là một người thợ, người làm tóc mà phải nói là khách hàng thân thiết đối với lại chỗ salon của anh Trung hả chị Kiện? Thì cảm nhận của người khách thì như thế nào để cho cô bác của anh chị biết về cái salon của anh Trung luôn chị Kiện? Quen với chú Trung này là mười mấy năm rồi, 12 năm rồi, tóc là cắt ở đây chứ không có cắt ở đâu. Dạ. Cắt chỗ khác là nó không có dự ý, cắt rất là đẹp, một năm nó uống có một lần là nét tóc vẫn tạo, cắt xuống cắt là tạo nét tóc bình thường. Người uống là ai chị cắt về là người ta hỏi ủa bà này mới uống tóc này, nói chuyện nó không có đâu. Dạ. Hương ơi, thì hôm nay là ngày mùng 10 âm lịch thì trao đổi với anh Trung thì Bùi Hồ có nói là chắc ngày 16 anh Trung ha. Ngày 16 âm lịch là khoảng hơn 6 ngày nữa cho cuộc sống của Hương ổn định lại. Thì Hương sẽ gửi con của mình bán trú. Và sau đó Hương sẽ học. Không biết cái thời gian học như thế nào hả anh Trung? Thì ở đây tiệm sáng 8 giờ mở cửa. Thì sẽ làm hoạt động đến 8 giờ tối. Thời gian học của em sẽ được từ 1 ngày tới 2 buổi từ 9 giờ đến 11 giờ. Dạ, đầu giờ trưa thì 1 giờ tới 4 giờ. Dạ. Còn ngoài cái giờ đó ra thì có thể mình trao đổi, mình học thêm ở những cái salon. Là giống như là salon hoạt động thế nào em có thể câu trực tiếp làm trên khách luôn. Vậy là em đã được thực hiện trên cái những cái đầu tóc. Em lúc học thì sẽ học trên những cái đầu tóc kem, những cái đầu giả. Sau giờ khi làm được rồi thì những anh chị thợ sẽ hỗ trợ em đó là những cái tóc thật với những cái tóc làm trực tiếp với những cái luôn. Dạ. Anh biết không là ấp ủ lâu lắm rồi nhưng mà không có điều kiện để đi học. Sống ở trong cái xóm mà ở trên đó thì miếng ăn còn không có, nói chi là cái việc mà học nghề. Thì em hỏi là Hương là em thích học gì, nói một là tóc, hai là nail.
mà được chị Kiện nói là thôi để học ở bên salon của anh Trung thì tin tưởng hơn. Và đặc biệt đối với khách hàng thân thiết như chị Kiện á, thì cũng đã từng gắn bó với salon mình rồi, em tin là Hương sẽ làm được ngay tại salon của anh. Hương bây giờ có khó khăn đối với em học như thế này, có khó khăn gì không thì có thể trao đổi với anh Trung để có thể anh Trung hỗ trợ mình thêm. Dạ, tạm thời vô em cũng chưa biết khó khăn gì nữa. Thì dạ, nào có thì em sẽ nói với anh Trung để anh Trung hỗ trợ cho em. Anh Trung ơi, trong thời gian học thì chỉ thực hiện trên đầu kênh thôi, không có thực hiện trên khách hàng được. Đúng. Là trong thời gian đó là không có tiền thu nhập đúng không ạ? Không có tiền tiếp hay là gì? Đúng rồi, tại lúc đó mình không có được làm gì khác. Dạ. Là thông tin với cô bác anh chị, trong thời gian mà 6 đến 7 tháng học như anh Trung có chia sẻ đó thì sẽ thực hiện trên đồ giả, và mỗi một ngày như thế là sáng từ 9 giờ cho đến là 11 giờ, chiều cũng làm nữa. Và sẽ tự bản thân mình trao dồi ở trong salon thêm, bằng cách là nhìn những người anh, người chị đó học thì mình sẽ trao dồi thêm hơn. Dạ. Và trong thời gian này thì phải cố gắng, không có tiền nè, phải tốn tiền gửi con nè, tiền ăn uống sinh hoạt, nên thành nữ là mọi thứ mình phải chi tiêu cho nó tiết kiệm nhất có thể. Và ngày hôm nay thì được cô My ở Mỹ hỗ trợ cho em để đến cái salon của anh Trung nè, thì em cũng muốn nói lời nào với lại cô My cũng như Mạnh Thường Quân cũng như là đối với anh Trung và chị Kiện, những người giúp đỡ mình không? Dạ, em cũng có lời cảm ơn đến cô My ở Mỹ đã giúp đỡ cho em được đi học nghề. Cảm ơn anh Trung đã nhận em học nghề, và cảm ơn chị Kiện đã lo chỗ ở này kia rồi cho em. Vậy là cái ngày mà vô học á thì mình có cần chuẩn bị gì không anh Trung? Mà chỉ mua một bình hoa và một dĩa trái cây thôi, là mình vô mình cúng để mình học. Dạ, vậy là ngày 16 tây sáng mình đi đi sớm. 16 âm lịch sáng mình đi sớm. Rồi có gì bây giờ tạm thời chưa có xe, thì có gì mượn xe chị nhờ chị Kiện đưa xuống nha. Dạ. Tại bây giờ không có xe, không có gì hết á. Thì khoảng 9 giờ em xuống là mua quà với cái cây mình cũng là 9 giờ xuống chứ không có xuống sớm. Khoảng 9 giờ. 9 giờ. Tại 8 giờ mấy em nó mở cửa còn vệ sinh tiệm á. Khoảng 9 giờ em xuống. Ở ngày sáng là chuẩn bị. Rồi sao? Cảm thấy sao? Bây giờ ở trong lòng thấy nôn nao hay là lo lắng gì không? Nói cho cô bác của chị biết. Thấy vui với thấy nôn nao hồi hộp. Anh đâu biết không, bây giờ đang bị cận 5 độ mấy, chắc thành nữ là tí xíu nó xong này là phải đi cắt kiến. Hồi nãy mà nó chắc hay sớm, tại cái em trai mới ra đó, em nói là cửa hàng mắt kiến ở đây. Vậy hả? Tí xíu cũng lớn. Vậy là anh có số điện thoại không? Có, anh có. Rồi có tí xíu điện thoại lại đó, cắt luôn đi cho nó rẻ. Đúng là hữu duyên đúng không? mình mua cái bình bông. Bông mà mua cái bình, mình mua bông mình. Dạ không, mua bông được, chị em có bình rồi. Có bình. Mình chỉ mua bông với mua trái cây thôi được rồi. Hữu quả ha. Dạ. Trái cây thì mình cứ mua theo ý mình chị. Theo ý mình, năm thứ đi. Dạ dạ. Dĩa trái cây là năm. Dạ, dĩa trái cây với một bình bông nhỏ thôi được rồi chị. Thấy anh chủ salon trẻ mà đẹp trai quá. Salon mình mở lâu chưa anh Trung? Salon ngoài này anh mở được 2 năm rồi. Nhưng mà salon cũ thì làm trong chợ thì khoảng 13-14 năm. 13-14. Mình là khách hàng của mình đa số là nữ hết hay sao? Mình khách hàng đa phần là nữ. Nam cũng vẫn có, nhưng mà nam thì chỉ chuyên những cái tóc thời trang này nọ thôi. Dạ. Rồi cô bác anh chị mở gần khu vực Long Xuyên á. Ở đây là phường gì ha anh? Phường Mỹ Bình á. Đến đường Lý Thường Kiệt á, thuộc phường Mỹ Bình, chỗ salon của anh Trung ở lên trên Google Maps chứ cũng có mà. Nó có vợ hay là có người thân gì đó thì cứ dắt lại anh Trung làm giá rẻ cho. Làm một lần là hình như là gần tới một năm mới làm lại đúng không chị? Một năm nè, tháng 10 này được đúng năm nè. Thôi hôm nay thì em có dẫn Hương đến đây. Trong sự mọi sự thành đạt á là sự dạy dỗ của anh. Hương có gì sai thì anh cứ làm. Và em phải nghe sự hướng dẫn của anh Trung để mà tận tình để mình có một cái nghề. Yeah. Ít ra thì mình cũng phải nuôi sống được bản thân của mình và con của mình. Yeah. Có điều kiện nữa thì mình có thể nguyên gia đình mình cũng thể về lại miền Tây để mà mình lập nghiệp, để sống trên cái môi trường mà nó bị ô nhiễm ở Sài Gòn, ngay tại quận 8 Sài Gòn. Yeah. Thì nó cũng khá là khó khăn. Rồi thôi thì vậy là an tâm chưa? Dạ yeah, an tâm. Rồi nói với cô Miên tiếng đi. Dạ con cảm ơn cô My nhiều, và cảm ơn quý Mạnh Thường Quân nhiều đã giúp đỡ cho con. Bây giờ con cũng lo lắng lắm đúng không? Dạ. Cảm ơn anh Trung rất là nhiều ha. Vậy là cái số tiền học phí này được cô My ở Mỹ hỗ trợ hoàn toàn là 15 triệu để hỗ trợ cho
em Hương cũng chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều để ngày hôm nay chia sẻ về cái nghề của em chuẩn bị lập nghiệp ngay tại miền Tây như thế này. Vâng, mà mình sống cái gì nữa, chú Trung sống gì với gì? À, thường vô học có gì là mình sẽ mua đầu can, rồi những cái dụng cụ là giống như lược, rồi kéo, rồi máy sấy, kẹp lọn, kẹp thẳng. Rồi. Thì những cái phần đó em sẽ trang bị cho em đó. Rồi trang bị đầy đủ ha. Đúng rồi, à, học đến phần nào em sẽ hỗ trợ phần đó. Rồi trước mắt là chị cũng thay mặt của em Hương cảm ơn Cưng nha. Dạ. Giúp ra đỡ cho Hương, là chị mừng lắm. Cho nó biết cái nghề nó đào tạo nó cái nghề chị mừng. Dạ. Nó nuôi con. Dạ. Cảm ơn anh Trung rất là nhiều, chúc anh có nhiều chi nhánh nữa mà mỗi salon có diện tích nó càng rộng ra để chứa được nhiều quá nhiều khách lên. Dạ cảm ơn anh ha, cảm ơn anh, chúc anh ngày mới vui vẻ. Dạ. Rồi là chồng 5.9 hả? Dạ. Cái này em hẹn mình chưa hoặc là chị lấy nó nhìn thẳng cái giữa. Còn không thì em chăm làm liền cho thì các bạn có sao mình đỡ mình quà không nhưng mà không gọi gì thôi để làm liền cái gì hết hơn Hương. Dạ. Ủa Hải, cái kia đâu Hải? Đó là mấy độ, nãy là bé này mấy độ bác sĩ? 7 độ rưỡi hả? Chưa. Chú tổng độ lại là nó chính xác là báo nhanh luôn. À. Chị chuyển khoản. Dạ 1150 đó chị. Dạ chưa. Vậy là mắt em nó nặng dạ. Nhiều hơn ha. Đúng độ vô vậy mà chưa thấy nữa ha. Lật dao đâu có được đâu, chỉ có bó gâu được thôi chứ đâu có lật được. Dạ con chưa thấy luôn. Chưa thấy nữa. Dạ. Lên 5 độ. Chú về. Chú Huy á, chú Hòa chú. Chữ K. Dạ không. Dạ được, thấy em, rõ. Em đi tới đi lui coi nó có bị lổm lộ, cái mặt đất nó có bị ấy không? Rồi bây giờ sáng độ nó được chưa? Thấy được chưa? Dạ được. Em nhìn ở dưới mặt đất nó có bằng không? Dạ bằng. Nó bị lộ, bị ấy là không được, chóng mặt là không được nha. Dạ bằng. Dạ bình thường. Bình thường hả? Vậy là 6 độ. Vậy là 6 độ. Ừ. Máy báo là 7 độ. Em 6 độ lần đầu tiên em dậy được rồi. À 6 độ là được ha. Đúng. Dạ. Bởi vì không kính vẫn sinh hoạt được. Dạ. Sáu độ đi. Dạ. Tại vì mai mốt sẽ học nghề làm tóc, thì không đeo kính thì không thể nào làm được. Rồi thôi bây giờ chọn gọng. Dạ rồi cảm ơn bác sĩ. Rồi chọn kiểu đi. Chọn kiểu đi Hương. Cái tròn này ra chút. Chút. Người bên trái bên phải vậy. Được không? Quay lại đây. Thế đây sao chú học? Nhìn giống nhà bác học quá vậy. Cái vuông. Em thích cái màu hình gọng vuông hay là gọng tròn? Gọng vuông hay tư vấn giùm bác sĩ bây giờ. Cái độ của chị là cao á. Nếu mà làm cái gọng này thì nó mỏng quá. Độ cao nên kính nó rất dày. Mà cái gọng này là cái gọng mỏng, không có được. Em phải chọn cái gọng dày lên. Có gọng dày ở đâu ta? Gọng dày ở
Giày thì mình chỉ có nhựa thôi anh. Nhựa đi. Loại là chừng nữa mình đeo vô thì nó sẽ nó có giày một chút rồi. Rồi lấy nơi gọng nhựa cho em. Nhựa mà nó không bị gãy, nó dẻo dẻo à. Nó cao cấp hơn. Nhựa nó sẽ cứng, mạnh dẻo. Nghĩa là cái gọng này là nhiêu? Coi coi. Đến dạ, 640 ha. 640 gọng kia. Cái đó là chỉ có 300 nè. Đây em đeo gọng đó coi. Kính luôn là nhiêu anh? Tùy vào cái chồng mình lựa, nếu mà mình lấy chồng mỏng thì là 630. Em thấy chị thấy gọng này được. Được, đẹp mà. Đẹp. Em thấy nó có bị lỏng như không? Hơi lỏng. Sao? Hơi lỏng này bẻ vô được đúng không? Hơi lỏng thì mình vậy. Đúng rồi. Lỏng vậy. Hơi rộng. Hơi rộng á, anh chọn cái size nhỏ hơn tí xíu được không? Sợ nó khờm chứ nó bị tụt. Nó đồng không? Là nó không ăn hay là gì? Là tính cũ hồi trước nữa của chị á. Là bên phải là cạnh 4,5. Đúng không? Dạ, không, cái này vừa. Cái này vừa nè. Đâu em quay lại rồi. Cho cô My coi rồi. Rồi cái trồng là sao? Cái này là nhiêu anh coi coi. Cái trồng mà mỏng á thì là 630. Còn mà mỏng hơn nữa thì là 1,230. Cái này là 640. Vậy là cái chồng là 600 mấy nữa hả? Đúng rồi. 603 nữa hả? Thôi lấy cái chồng 603 được rồi, mai mốt có gì mình tính tiếp. Rồi nhiêu đó là hết 1,000,000 rồi. Dạ. Lấy cái gọng này nha. Dạ. Ừ. Lấy cái gọng này với lại cái chồng mỏng. Tại vì càng mỏng thì nó càng nhẹ nhẹ cái gọng, thành nữ là nó sẽ càng mắc tiền. Còn tổng chi phí là nhiêu anh? Nhìn xa thì không rõ lắm hay là không rõ. Gọng này là nhiều khi con ngồi này kia nó không có bị gãy, còn cái gọng kia nó gãy nó sẽ gấp nó mau ấy, nó gọng mà xài bền lắm. Tổng mình là 1,270 á. 1,270 ha. Rồi, có bớt không anh? Cái này thì bên em bán giá cao nên không có bớt. Này anh Trung giới thiệu qua. Em cũng là nhân viên, có gì anh hỏi. Rồi, ok, thì anh hỏi giùm đi. Rồi, chị cũng cảm ơn. Vậy là 1,270, nhờ có giới thiệu bên đây chạy hết 70,000 sang còn lại 1,2. Đâu đó tính hết trơn. Đúng rồi, cũng phải vô quá. Rồi. Vô không á. Nhưng mà 1,2 là cũng vừa rồi. Nó không em. Rồi nó không dở mình không cũng không tốt quá. Vậy là vừa lắm rồi. Nãy cái nào cái này hả chứ? Đúng rồi, cái này. Cái trên đó. Cái trên. Cái này nó 600 mấy đặng anh. À, đó. Cái này nó đúng rồi, 640 đặng. Cái này nó rẻ hơn. Rồi, cái này đúng rồi, đúng rồi. Chị nhìn cái này nè. Khổ đó nổi mà cái kiến mà cặn 5 6 độ hồi đó không có tiền mua luôn. Vậy chứ nó có đi đo đâu, người biết mình. Rồi làm đi anh. Dạ. Sáng quá. Sáng. Yeah. Sáng hả? Đâu hồi bữa nay cho anh lại chỉ mấy cái số về rồi cũng ngồi xuống đây nè. Dạ. Anh nha. Rồi bác sĩ chỉ kìa. Dạ. Số 6 ha. Dạ. Rồi chữ này. Chữ hờ. Má. Sinh nhà không đeo kính là không đọc được chữ lớn. Bây giờ đeo kính đọc được hàng số 6 là đâu dạ. Đọc được hàng số 7 luôn. Đọc được số 7 luôn hả? Vừa sáng mà lại vừa đẹp nữa. Đúng không? Dạ nó bình thường à, nó không có lồi lõm gì. Lúc nào vậy con? La, la. Vậy là cô My đã mang lại ánh sáng cho em rồi. Mẹ đó. Đây mẹ. Mẹ ẩm đi. Rồi bữa nay thấy mẹ lạ hơi sao khóc. Đẹp rồi đó. Cái gì vậy? Sao vậy? À, tổng cộng là 1,2,000 em chuyển khoản rồi nha anh. Dạ. À, em chuyển khoản cho anh dạ. Chủ rồi. Ủa nhìn thấy mẹ đeo kiếng sao mà khóc miếu khóc kìa. Lạ rồi. Rồi có túi kìa. Rồi cứ đeo, em cứ đeo luôn đi cho quen. Có cái hộp á. Đó chị, có cái hộp kiến đâu, đưa em coi với, lấy em coi. À, em không đeo làm bỏ cho đây. Dạ, còn cái này bữa kiến nha. Dạ. Em có cái hóa đơn ở trong này mà, được có không? Không. Thôi được rồi, chuyển khoản rồi. Đây, cái này là giấy lao kiến. Giấy lao kiến. Còn cái này là một cái hóa đơn 1,270,000. Nhưng mà ảnh bớt 70. Lý do là chạy bên kia giới thiệu qua. Rồi. Sao mừng không? Dạ mừng. Dạ mừng sao nó nghe. Lúc giờ em thấy là thấy mờ không thấy rõ.
Bây giờ thấy rõ đó ha. Dạ thấy rõ, thấy sáng trưng luôn. Sáng trưng luôn có thể làm tóc được. Nhưng mà vừa thời trang lại vừa xinh gái rồi lại vừa thấy được ánh sáng nên là nữ. Nó cái kính này nó cần thiết đối với bản thân của em. Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô My đã hỗ trợ cho con cắt chiến. Quý Mạnh Hùng Quân luôn em. Dạ, nhờ Quý Mạnh Hùng Quân đã hỗ trợ cho em tất cả. Bây giờ thì coi như cái công việc chuẩn bị cho Hương đi học cũng xong rồi đó. Có nghĩa là đã hỏi luôn cái tiệm học rồi nè. Đã làm luôn cái kính rồi nè. Giờ chỉ còn có cái nữa là đi mua đồ. Đi ăn cơm trưa và sau đó là mình sẽ đi mua một số vật dụng ở trong nhà. Chị Kiện thì cũng hôm qua cũng đã hỗ trợ, nào là bếp ga này mini, rồi nào là chén đũa gì hết à. Đây tí xíu nữa về đó quay. Sao? Chị Kiện cũng hỗ trợ cho em cũng đủ rồi, giờ chỉ mua thêm ít nữa thôi để đỡ tốn kém. Có trả tiền cho mẹ nuôi chưa? Mẹ nuôi cho con. Có cho thiệt không? Mới nói gì cái nói cho, bây giờ chị Kiện mới nói gì, mẹ nuôi mới nói gì. Cho nó đi, cái cần thiết là để dành tiền đặng cho nó học, ăn học hàng ngày nè. Dạ. Con gửi trẻ nè, cái nào tận dụng được thì cứ xài, sau khi này nó mặn, nó học thành công á, nó mặn rồi nó muốn nó sắm, tự chọn nó sắm. Đi Mỹ luôn, bỏ mẹ nuôi ở lại. Anh chị trong nước và ngoài nước á là giúp đỡ cho nó, chỉ thay mặt là cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thôi thì bây giờ đói bụng rồi, đi ăn cơm. Cảm ơn Quý Mạnh Đồng Quân đã xem video clip đến thời điểm này. Cảm ơn cô My đã hỗ trợ cho em có được cái kính rất là dễ thương, lại cần thiết cho việc học nữa, hỗ trợ luôn cái tiền đi học. Cảm ơn anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ. Trước đó thì có chú Kevin Trần và Quý Mạnh Đồng Quân, cô Đông ở Pháp này nữa, hỗ trợ cho Nguyên sớm. Thì thôi, tất cả cảm ơn tất cả Quý Mạnh Đồng Quân.